Vâng, xin chào bạn. Hôm nay thì bác sĩ Hà tiếp tục phẫu thuật cho một cái bệnh nhân nam 30 tuổi. Bạn này có một cái u tuyến giáp. U thì u lành thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là u rất là khổng lồ. Cả hai bên cũng có rất là nhiều u và kích thước nó lên tới mười mấy cm thôi. À, thì đây là cả cái vùng cổ của bạn ấy. Bạn ấy để u lên rất là lâu rồi. Nhưng mà chắc là cổ trước đây của bạn ấy, cổ này cũng rất là to nên là bạn ấy không phát hiện được. Chắc là khó chịu quá rồi thì bây giờ mới đi để xử lý. Em nuốt anh xem nào. Đó, các bạn thấy là bình thường những cái u tuyến giáp khi mình nuốt ấy, nó lồi lên như này thì nhìn nó di chuyển rất là dễ dàng, nhìn thấy nó di chuyển, nhưng mà bởi vì cái u này của bạn ấy nó to quá rồi, cho nên nó cũng cả đấy chỉ hơi nhúc nhích một tí thôi chứ nó không hề di chuyển. Các bạn phải đi thường đi kiểm tra những cái u này thì mình chỉ cần đi siêu âm cổ và ổ bụng. Nếu các bạn nữ thì cần một lần đi siêu âm, phải siêu âm cổ, siêu âm vú, siêu âm ổ bụng thì các bạn đã ra rất là nhiều bệnh, kiểm tra cả phụ khoa nữa. Còn các bạn nam thì cần siêu âm cổ, siêu âm ổ bụng nó cũng phát hiện ra rất là nhiều các cái bệnh lý của mình, nhưng mọi người gần như không biết và cũng không để ý. Em có thấy nó khó nuốt không? Không, ăn uống bình thường, không bị. Ăn uống bình thường? Vâng. Nuốt bình thường? Vâng. Lấy vợ chưa? Chưa lấy vợ. Làm nghề gì? Hàng hải. Hàng hải à? Dạ. Có làm hải quan không? Không, làm tàu biển đấy. Tàu biển á? Vâng. Rồi ok, hôm nay anh sẽ cắt toàn bộ tuyến giáp cho em nhé. Cái này thì mình sẽ dùng dao xương để mổ cho nó an toàn. Ok.